Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh chị mình hình ảnh của một cái đôi bò cái tơ phải gọi là rất mẫu kiểu, rất đẹp anh chị nha. Ở đây thì đôi bò này thì nó thuộc về dòng bò bô lai sinh. Cấp mình rất là rộng, rúng yếm thì thôi bài bản ha. Anh chị cô chú nào ở gần xa có nhu cầu mua thì có thể liên hệ em. Nó cần bò nè. Thiệt cái tình luôn, tất cái tài. Sửa lại cho. Đây nè, rồi. Đó, cho đẹp đẽ chưa, thấy chưa? À, đầu thì đầu trụi cấp mình anh chị, coi rúng yếm nè. Đã không? Như đôi này thì em xin báo giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác anh chị mình luôn. Con này có giá 17 năm và con kế bên thì có giá 18 triệu năm. Và hai con bò này thuộc về dòng bò bự con cao to anh chị nha. Lông nhuyễn da mỏng. Màu thì màu bánh mì khét ha. Màu đặc trưng của dòng bò bô lai sinh. Anh chị coi đuôi nè. Hết biết cái đuôi không? Móng nè. Đó, rúng nè. Đấy, đây là những cái điểm phải gọi là cực kỳ đẹp để cho anh chị chúng ta lựa chọn mua về. Anh chị coi đít nè. Thấy không? Anh chị thấy đít không? À. Sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Sái mặt, sái lưng. Đó, đôi này thì xin chốt giá trực tiếp công khai cho bà con cô bác anh chị mình. Con này 18 năm ha. Bự con cao to. Chiều cao tại sao khu của con này khoảng 1m32. Còn con này có 1m3 nè. Cái tơ anh chị, hai con này thì tầm 14 tháng bò. Bò này thì anh chị nào mua về mà nuôi làm bò nền thì quá xuất sắc. Sửa dây lại cho. Đầu con này thì nói chung là nuôi tới già không ra sừng. Quá xuất sắc cái đầu bò này. Con này 17 triệu năm anh chị. 17 triệu 500. Bò lớn lắm. Rồi con này 18 triệu 500. Mấy con bò này khi mà nó rơi vào cái khung bò trưởng thành á, thì nó sẽ rơi vào khung tầm từ ngoài 400 cân hơi nha anh chị nha. Hiện tại thì nhà nó cũng 300 mấy rồi. Mấy con bò này trưởng thành thì nó phải rơi tầm 450-500 cân hơi. Bò lớn như lắm nha anh chị nha. Hiện tại bây giờ thì nó khung tầm từ 1m3, hơn 1m3 bò rồi. Bò rất đẹp. Con 17 rưỡi. Con 18 rưỡi nè. Anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ em. Bò em giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán nè. Anh chị thấy vàng rúng yếm không? À, rúng nè. Đó. Như vậy mới chuẩn nền. Xương sóc phải to như vậy nè. Cấp mình phải rộng ha. Cao to bự con. Nói chung là khoảng cách của em đứng là khá là xa so với con bò. Nên anh chị yên tâm, em không phóng to phóng nhỏ gì hết. Em là quay thực tế anh chị nha. Giá cả thì phải chăng và hình ảnh rõ ràng, giao đến được quyền kiểm tra trước khi thanh toán anh chị. Chốt giá đôi này cho anh chị giá là 36 triệu. Anh chị nào có nhu cầu cần thì liên hệ em nha anh chị nha. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc video đây và hẹn gặp lại của chú anh chị.